trọng kính cha đại diện, quý cha nguyên đại diện, kính thưa cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý sư, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ân nhân gần xa, quý chức, quý khách, quý cộng đoàn. Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thật vậy, giáo họ Kim Hải chúng con là những giáo dân từ khắp mọi nơi quy tụ về đây sinh sống và lập ấp. Cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, nhất là thờ phượng Thiên Chúa. Giáo dân chỉ biết âm thầm cầu nguyện mọi sinh hoạt tôn giáo như tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, phải về quê hương cũ, gần nhất là xứ Cồn Thoi và xứ Tân Mỹ. Tạo vật cứ sinh sôi theo thời gian, giáo dân mỗi ngày một đông, đoàn thiên nơi vùng kinh tế mới còn đang bơ vơ chưa biết về đâu. Đến đầu năm 1993, ca du xe Vũ Công Hoàng chính xứ Cồn Thoi đã đệ đơn lên tòa giám mục phát điểm xin thành lập giáo họ vùng kinh tế mới xã Kim Hải, được tòa giám mục phát điểm chấp thuận chuẩn y cho thành lập giáo họ. Đến ngày 19 tháng 4 năm 1993, tòa giám mục phát điểm đã ký quyết định thành lập giáo họ lấy tên là giáo họ Kim Hải Thánh Phêrô làm bổn mạng, do Đức Cha Phó Giuse Nguyễn Văn Yến ký thay Đức Cha Paulo Bùi Chu Tạo. Giáo họ trực thuộc giáo xứ Cồn Thoi dưới sự chăn dắt của cha xứ Cồn Thoi và sự chỉ đạo của ban chấp hành giáo xứ Cồn Thoi, giáo họ Kim Hải được hình thành từ đây. Được sự chỉ đạo của cha xứ Cồn Thoi và ban chấp hành giáo xứ Cồn Thoi, giáo họ được bầu ban chấp hành giáo họ khóa 1. Sau 13 năm trải qua hai khóa ban chấp hành giáo họ trực thuộc xứ Cồn Thoi, đến năm 2006, căn cứ theo nhu cầu sinh hoạt của giáo dân vùng kinh tế mới, tòa giám mục phát điện quyết định thành lập giáo xứ mới gồm giáo dân của ba xã Bãi Ngang, Kim Hải, Kim Trung và Kim Đông, lấy xã Kim Trung làm trung tâm gọi là xứ Kim Trung. Giáo họ từ đây trực thuộc giáo xứ Kim Trung dưới sự chăn dắt của cha Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh. Mọi sinh hoạt của giáo dân họ phải nhờ vào tư gia của ông Anton Trần Văn Tĩnh, bà Maria Trần Thị Đào. Đến năm 2010, được ba hộ nhượng đất cho giáo họ với diện tích 5.040 m². Đến tháng 5 năm 2011, được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho giáo họ. Ngày 4 tháng 2 năm 2012, cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh cho đào móng đóng cọc nhà thờ giáo họ. Ngày 10 tháng 2 năm 2012, thánh lễ đặt viên đá đầu tiên do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Ngày 1 tháng 5 năm 2012, giáo họ tiến hành xây dựng nhà thờ. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2012, giáo họ đã xây xong phần thô và lợp kín mái. Sang năm 2013, giáo họ đi vào hoàn thiện. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2013, được cha đại diện Giuse Trần Ngọc Văn về dâng thánh lễ tạ ơn làm phép chuông và kéo chuông lên tháp. Quả chuông được ông bà Phêrô Phạm Công Định, Maria Hoàng Thị Vui họ Kim Trung dâng cúng. Trải qua gần 30 năm thành lập giáo họ, 15 xây dựng, 5 khóa ban chấp hành giáo họ, đến nay giáo họ chúng con đã có ngôi nhà thờ tuy không to lớn nhưng khang trang sạch đẹp, đủ điều kiện để giáo dân tham dự thánh lễ và đọc kinh tối sáng. Ao hồ, tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Đức Mẹ, Na Vang và một nhà giáo lý tường bao. Giáo họ Kim Hải chúng con có được như ngày hôm nay là nhờ sự khôn khéo của quý cha tiền nhiệm, quý cha đương nhiệm, đặc biệt là sự đoàn kết của mọi thành phần trong giáo họ, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, quý ân nhân gần xa. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Phêrô trả công bội hậu trên quý cha, quý ân nhân và quý vị. Con xin chân thành cảm ơn. Xin hợp với muôn người cùng hoa lên tóc tình ta, vì biết bao hồng ân Chúa đã ban chia chén đời con, muôn điều hát cùng đàn. Hãy
trong đám bụi cho yêu thương Chúa dắt con vào đời, cho con sống khiếp người ở bên giúp sức con mọi nơi. Đã ban cho con những phúc ân cao vời, nay con biết dâng tạ ơn Chúa đã thương chọn con. Đây con tim yêu thương thề nguyện mãi hiến dâng cho Ngài, xin trung thành theo Chúa trọn đời làm nhân chứng yêu thương. Dòng ban con đâu dám ước mơ thêm nhiều, nay xin ước một ngày đêm mãi sống trong tình Chúa, hôm nay hay mai sau một lòng sống chết cho danh Ngài.